sắp mình nói lòng đi chết mẹ bị dính bẫy rồi. Khoan, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Mổ mình điên lên. Xin là xin vĩnh biệt cô. Tại anh Tuyền. Mày bị điên à? Trời ơi. Con mệt lắm. Con mệt mỏi lắm mẹ à. Con ghét cái cảnh Đông Phương bây giờ xung quanh chỉ toàn là người lạ. Anh em chú cháu và anh em ở trong làng. Đấy và nói chung là không phải luôn. Quay sao? Đấy. Nhưng hôm qua anh em xem video này em biết thừa là mình là có lẽ Hà Nội là trong anh duy thường là mình có đùa rất là tính mạng rồi. Thì hôm nay là nhân tiện. Đấy, nhân tiện hôm nay anh em mình đã thường Dubai rồi. Nó xuống là con vợ đó ạ. Chưa con yêu thôi. Đấy. Nó xuống thì mình lại thích chơi đùa tính mạng. Tính của mình là rồi. Tính của mình là gì? Thích chơi đùa tính mạng. Đấy. Thế là những cái gì mà nó nguy hiểm đến tính mạng là mình rất là thích chơi. Đấy, mình lâu lắm rồi là từ đầu năm đến tận bây giờ là có anh Mạnh và anh Thái. Mọi người biết anh Thái và anh Mạnh không phải là người rất là khó nghề. Anh Mạnh lâu dài. Đấy, anh Mạnh lâu dài. Đấy, anh Thái thì cũng lại nhiều. Tóc luôn. Thì anh em mình cũng không lại được một cái anh em ở đây rồi. Thì đấy, thì hôm nay là nhân tiện có nhiều những thằng từ thứ ba anh em mình bắt đầu tuổi trẻ nó cao, nói chung mình tích tơ bốc là gì nhiều. Tơ bốc thì nói chung là anh em sẽ nghĩ là anh em mình linh hoạt nhưng mà không phải. Những người làm cái xúc và những người anh em nào muốn biết về nó, anh em tìm hiểu về nó là sẽ biết là con người nó thế nào và công việc nó giả anh em ạ. Đấy, thì hiện tại là con người nó là trong kia. Thì hôm nay mình lại thích đùa dẫn tính mạng, mình thích gọi là mãi thêm gì không. Hôm nay là gọi là mồi dâm đến tận mõm rồi. Mày xin phép mày cho anh mượn con vợ mày một tí. Hôm nay giường của anh đã chưa giảm sóc bao giờ, chưa kết độ giảm sóc bao giờ. Hôm nay sẽ đưa lên về kết độ giảm sóc để đó. Hai được rồi. Như mọi người biết đây là nhiều thì em mình là em cường Dubai đấy. Thấy không? Mấy hôm nay em về Hải Dương chưa về. Đó. Thì từ chiều đến nay em ở nhà anh này em chỉ biết là quanh quận một thôi. Em chỉ biết. Sao mình cảm thân với tôi thì quay tiền đi. Quay tiền đi. Cái con này tao thiếu thì tiền tao thiếu cần giúp tao đi. Không họ được hiểu không? Con này mày xuống đây mày chỉ biết là tầng một nhà anh nhà thôi nhưng mà mày. Tôi chỉ cần biết thế thôi. Nope. Tao chưa xong mày đã cãi xong rồi. Đây, là tầng 2 là phòng của anh là phòng của anh Tuyền đó. Là khách đến nhà là anh ấy nào phải giới thiệu cái phòng ngủ nó như nào cho người ta biết nhá. Thì mày mặc một cái phòng ngủ anh giới thiệu biết được cho biết cái phòng ngủ nhà mình. Rồi xong mày cưới thằng em về mày làm phòng ngủ như thế được thì tuy may nữa. Không thích. Thích gì bây giờ mày? Ui trời, buồn ngủ đến càng tốt. Gì đâu mà đi lên phòng anh tham quan một tí kiểu đi không anh ơi mày bỏ tay ra không mày cứ đi loay để anh sắp mày đi từ từ đấy ôi nhảy rộng nhảy là giàu mà anh nhảy đâu kiện mà hiểu không có gì đâu hiểu nhưng mà đó là nhà em nhà này là về anh bảo đấy em bảo cái phòng này là cái phòng của anh hiểu nhá. Nhà phòng của anh là nó hơi chật chội và nó hơi nhiều gọi là những cái tạp chất nó hơi đi mượn biết thì anh đưa mày sang phòng rộng hơn để em mình tham quan thế này đi phần không đi đây. Em quét dọn xong mà không thì đúng là trách em 10 phút nhá. Em phòng anh. Đây bà.
gì? Mày nhìn phòng này có đẹp không? Nope. Đẹp. Có rộng không? Rộng. Giường có uy tín không? Ok. Anh bảo bây giờ nhá. Bây giờ mày em lên đi rồi nói cái gì? Không, bây giờ mình lên giường mình nói chuyện cho nó tình cảm nhá. Cho nó tình cảm nhá. Đéo tin. Nằm thử xuống để test giường xem nhà ok không? Nope. Xem độ giảm sóc ok không? Để giảm sóc. Thì giường này nó có độ giảm sóc nhiều. Đấy, mày không nghe. Mày có giảm đến bao nhiêu độ nếu nó bên dưới không nghe gì hiểu không? Giảm cái gì? Không, ý là mình giảm mình. Cái lòng đi. Chết mẹ bị dính bẫy rồi. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Mổ mày điên lên. Xin vĩnh biệt cô. Hà, không phải là em anh ấy. Thôi tụi mày im mãi à mồm đi. Anh ấy treo em ấy, người ta lên lên đây chứ không phải là em. Em làm gì không? Em làm gì không? Tên chất, tên tên nếu là được. Thôi anh ấy thích em ngơi phòng diễn làm gì? Thì đang giới thiệu cho Hà biết là phòng diễn nó như nào để mai sau là phòng Hà nó về nó lấy chồng hiểu không? Wow. Nó set up phòng như này, nó giường như này, tủ như này. Mới hôm qua xong. Nope. Hôm qua gì? Không. Là anh Tuyền. Mày bị điên à? Giời ơi. Con mệt mỏi lắm mẹ à. Con ghét cái cảnh Đông Phương bây giờ xung quanh chỉ toàn là người lạ. Nope. Muốn chú muốn nhận em nó cũng mở là như thế nhá. Nó hiểu gì đâu mà mày bảo nó không muốn anh em nhìn mà nó kia nó muốn rất muốn gặp muốn có anh em được. Lên gì? Điểm gì? Tôi quá thất vọng với anh hiểu không? Mày tự coi đi em ạ. Yêu, yêu không có yêu tôi. Không được, cái này phải đi. Cái này gì vậy? Ảo cay nhà. Biết thế nhà mày ấn ra là dấn vài phát cho nó có cho nó bõ nhỉ? Tiếng có miếng luôn nhỉ? Cay nhỉ?